Chào các bạn, nếu các bạn là đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án này đó trên kênh của mình thì bỏ chút thời gian cho mình nút like và đăng ký kênh đồng hồ mình nhé. Ở trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án này đó đến từ uh, Gbank ASP. Dự án này thì mọi người có cơ hội may mắn nhận được 5 đôi token GBC GBK mọi người nhé. Để tham gia kèo này thì chatbot hoàn thành các nhiệm vụ trên Telegram của mình. Ok vào đây bấm start sau đó mọi người sẽ nhập mã captcha đây cho mình nhé. Rồi bây giờ bấm vào join Eros này. Tiếp theo bấm do group, join do vào kênh group Telegram. bấm ra kênh. Rồi. Mọi người có thể chat cho mình từ đây. Tiếp theo quay trở lại do vào kênh trên New dự án luôn. bấm tạo ra kênh. Ok. Rồi bây giờ quay trở lại cho mình tiếp tục. Các bạn follow Twitter, à, follow kênh uh, Facebook này. Cầm follow kênh Facebook cho mình nhé Rồi ở đây bấm theo dõi này Ok Sau đó quay trở lại Eros tiếp tục Bây giờ các bạn bấm submit Do vào kênh Channel Dự án luôn Đã tham gia hết Rồi bấm đôn mình Ok Tiếp theo các bạn follow kênh Twitter cho mình nhé Copy là cái hashtag này cho mình này Đấy Mở kênh Twitter lên bấm theo dõi kênh Twitter, sau đó kéo xuống bài đăng, like và retweet là bài đăng này. Xem nào, bài đăng của dự án đâu ta? Như vậy chúng ta sẽ like bài đăng đầu tiên rồi mọi người nhé. Like và retweet bài đăng đầu tiên này gắn thẻ ba người bạn cho mình này. OK, sau đó gắn cái hashtag và copy xong dán vào đây. Rồi bấm tweet lại cho mình. Sau đó các bạn sao chép lại profile link kênh Twitter của mọi người để gửi vào telegram cho mình nhé. Ok. Tiếp theo là bấm vào bài tweet này, mọi người sẽ retweet lại bài đăng này. Đây cái cái liên kết nhá, tìm đến bài đăng của dự án cái liên kết. Hình như không có. À đây, bài đăng của dự án đây, bấm like retweet lại bài đăng. Ok, sau đó quay trở lại Telegram. Tiếp tục. Ở đây các bạn copy là profile link kênh Facebook này của mọi người sau đó gửi vào đây. Ok Rồi Tiếp theo bấm đăng ký kênh youtube và copy lại profile link kênh youtube của mọi người Bấm vào avatar này Sau đó bấm vào đăng ký nhá Sau đó quay trở lại này Bấm vào avatar của mọi người này Bấm vào kênh của bạn này Sau đó các bạn bấm ba gạch này Bấm vào chữ chia sẻ này Bấm vào sao chép đường link liên kết này và các bạn sẽ gửi profile link kênh youtube của mọi người vào đây cho mình. Ok. để chỉ ví thì các bạn sẽ copy địa chỉ ví mạng lưới BSC nhé Ở trên ví Truth Wallet hoặc là ví Metamask nhé Thì cái bước này thì mình sẽ không hướng dẫn cho mọi người nhé Cái này thì anh em có thể tự vào ví của mọi người copy địa chỉ ví mạng lưới nhé Đấy, sau đó gửi vào đây Ok, như vậy chúng ta đã hoàn thành các nhiệm vụ nhé Các bạn có thể join vào kênh liên kết này, trên Telegram đây này Đấy, để cập nhật nhé Bây giờ bấm Refinal Link, mọi người sẽ có một cái link Z để ngồi giới thiệu bạn bè và người thân Bấm Buy lên Chất số Dư và bấm Withdraw kiểm tra ngày rút tiền nhá đây Nếu như may mắn mọi người sẽ nhận được 5 đô token đến từ dự án này Bấm withdraw kiểm tra ngày đầu tiên Dự án này sẽ phân phối vào ngày mùng 5 tháng 5 À mùng 5 tháng Mùng 5 tháng 7 à hay à, mùng, À mùng 5 tháng 6 mọi người nhé 2022 Ok cảm ơn mọi người đã xem video Vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án Eros đến từ Grabank Xin chào và hẹn gặp mọi người